Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thấy mình có một cái cây hồng ngọc mai mình mới nhổ lên các bạn. Cây hồng ngọc mai này thì mình trồng ké nó vô trong cái chậu mai các bạn. Thì hôm nay nó cũng lớn, nó dễ nó già nhặn. Mình mới cắt nó ra làm hai, được hai cây các bạn. Thì bây giờ mình dùng cái vỏ chai nước suối các bạn. Nha. Vỏ chai nước suối mình cái phần dọc của cái phần chai đó để nằm xuống các bạn. Thì mình dùng cái chất trồng trồng sẵn đó. Thì mình trồng nó vô đó, mình trồng nó nằm cho nó dài vậy đó các bạn. Tại vì mình để nó lên cái chậu, nhưng mà hôm nay mình hết chậu rồi đó, mình mới để tạm vô chai nước suối này đi. Thì cái chai nước suối này nó có cái chiều dài cũng vừa cái cây luôn mà. Thì đối với cái hồng ngọc mai á, thì lúc trước giờ mình ít khi nào mà mình uống nó các bạn, nhưng mà thời gian gần đây thì phong trào chơi cái hồng ngọc mai thì cũng rất là hot các bạn ha. Đó thì hôm nay mình dùng cái cây hồng ngọc mai mà mình cắt thành cái cây phôi thế này nè, rồi mình trồng nó cho đến lúc nó lên, thì trồng một tầm khoảng 1 tháng các bạn thì nó lên tùm thế này nè. Đó, các bạn thấy thì khi mà mình trồng á, từ cây phôi á thì nó lên nó rất là dao lắm các bạn ha. Các bạn thấy là nhánh nó không có nhánh đâu, nó dài nhằn ốm nhách. À, các bạn thấy cái dòng hồng một mai nó vậy. Thành ra thì trước giờ mình ít khi nào mình làm nó lắm, làm biếng các bạn. Cành nhánh nó khẳng thiệu nó, các bạn thấy nè, đó nó không phê. Mà uống cái nghề uống bonsai của mình thì các bạn biết rồi đó. À, cái cây nó phải có cành nhánh nhiều mình uống nó mới đã tay các bạn ha. Thành ra nó quen đi, nên mình ít có làm cái hồng mai. Nhưng hôm nay mình chia sẻ các bạn thì cái cây hồng một mai nó cũng, nếu mình chịu khó mình làm nó vẫn có cái cây đẹp các bạn đó. Thì cái cách làm đó, thì nó cũng rất là dễ. Khi mà mình trồng nó xong thì nếu mà các bạn thấy nó dao lóng quá thì mình có thể mình cắt ngắn nó lại cho nó lên lại lần sau nó có thể nó nhặt lại. Còn nếu mình làm cái phôm mà lớn lớn đó, như cây này nè, thì mình để gì mình làm luôn các bạn ha. Mình để gì mình vô dây mình uống luôn, rồi mình cắt ngắn nó lại, mình lắc lượng cho nó vừa đủ cái chiều rộng của cái cây đó các bạn. Rồi sau đó là mình cắt ngắn nó lại, nó để một thời gian thì nó có thể nó bung nhánh ra là nó nhặt nhánh trở lại các bạn ha. Đó, thì hôm nay mình chia sẻ các bạn cái cách mà làm cái hồng một mai nó cũng rất là dễ các bạn. À, nó rất là nhanh nữa, à, đặc biệt rất nhanh các bạn, hồng mai nó phát triển rất là nhanh. Thì đầu tiên nó thì nó lên khẳng khiểu nó ốm nhách vậy đó, nhưng mà khi mình vô dây mình uống một lần rồi như thế này nữa các bạn, thì nó sẽ bung cành nhánh nó ra và nó phát triển chậm trở lại các bạn. Đó, cái dòng hồng ngọc mai nó vậy. À, mình lưu ý các bạn là mình trồng cái hồng, cái dòng hồng ngọc mai này á, thì mình nên uống nó ngay từ đầu các bạn. À, mình nên uống ngay từ đầu thế này nè, còn nhỏ xíu gì luôn, bởi vì nó rất là giòn các bạn. Mà các bạn biết cây hồng một mai mà khi mình uống đó, nó rất là dễ sống đó. Nhưng khi mình uống nó gãy rồi, nó rạn nứt rồi đó, thì nó dễ bị hư cành đó. Mặc dù nó vẫn sống nhưng mà nó không phát triển các bạn. Thành ra khi mà mình uống đó, thì mình lưu ý là uống ngay từ đầu, càng sớm càng tốt các bạn ha. Khi mình uống xong đó, thì mình phải cắt tỉa nó thường xuyên. Đó, cái dòng nó thì nó lên rất là nhanh, nhưng mà khi nó lên nó không đồng đều các bạn. Có nhánh thì nó lên được cái nó vượt luôn, có nhánh thì nó lên cái nó nằm đó, nó lì lì hoài đó. Thành ra lưu ý là mình nên cắt tỉa thường xuyên để ý nó thường các bạn ha. À, thứ hai nữa là khi mình uống thì mình phải uống ngay từ đầu, uống rất là sớm ha. Chỉ có hai cái điều kiện đó thôi là mình sẽ làm được cái cây hồng một mai nó rất là đẹp các bạn. Thì đối với hồng một mai thì nó rất là dễ chăm sóc ha, dễ trồng. À, cành nhánh phát triển rất là nhanh, bộ rễ thì phát triển là còn hơn nhánh nữa các bạn, đặc biệt cái rễ nó để phát triển rất là nhanh các bạn. Đó. Thì lúc trước tới giờ thì mình khi nào mình uống là do là làm biếng các bạn, nhưng mà sau khi mà mình đã làm nó rồi á, thì mình thấy nó cũng dễ và nó cũng rất là đẹp. Đó, đặc biệt nó chỗ hoa các bạn ha, rất là đẹp, chỗ hoa quanh năm luôn. Đó. Thì theo mình kinh nghiệm thì nó cũng dễ chăm sóc và nó cũng dễ làm các bạn.
chứ nó không khó ha. Các bạn nên dùng cái cây phôi nhổ ra ngay từ đầu thì nó cũng rất là hay các bạn. Đó, các bạn thấy mình làm sau khi cái cây này thì nó tầm khoảng 2 tháng nữa các bạn. Đó, 1 tháng thì nó mới lên mình uống. Thì chắc từ lúc mình trồng tới giờ thì chắc tầm khoảng 2-3 tháng gì đó các bạn. 2 tháng à. Tháng ngoài 2 tháng gì đó các bạn ơi. Đó, chắc cỡ 2 tháng thôi à. Chứ nó không lâu. Đó. Thật ra là chơi cái hồng một mai thì mình nghĩ là nó cũng nhanh đó các bạn ha. Đó, hôm nay mình chia sẻ các bạn cái cách mà mình uống nó mà nhanh nhất, dễ nhất ha. Đó, để đó có được cái cây bonsai mình chơi. Thì từ lúc mà mình cắt ra mà mình bỏ nó vô trong cái chai nước các bạn, trồng cho tới hôm nay thì tính đi tính lại chắc cũng khoảng 3-4 tháng vậy đó bạn ha. Thành ra cây hồng bông mai nó rất là nhanh luôn á. Nếu mà mình chăm sóc kỹ thì nó lên rất là nhanh. Từ đây các bạn, lúc mà mình cắt ở đây ra, mình uống ra đó thì chắc tầm khoảng 3 tháng đó. Trước 1 tháng nữa thì lúc mà nó còn dài trên đây nè, lúc mình cắt bỏ đây trước 1 tháng thì nó đâm ra khúc đây tới đây nè. Đó các bạn thấy là tổng cộng là 4 tháng ha. Đó, 4 tháng thì mình có được cái cây chơi rồi. Còn trước đó cái rễ này nữa các bạn. Cái rễ này là một cái rễ mà mình trồng ở trong cái chậu mai á, một chậu ké chậu mai á, nó lên dài lắm, nó mình nhổ ra cắt ra được 2 cây. Thì còn một cây nữa nay mai mình cũng trồng ở trong cái bình nước rồi. Để nay mai nó lên nó chưa có được dài các bạn. Thì cái đó là cái rễ mình cắt ra từ cái đoạn này nè. Đoạn này nè chứ. Đây. Trên này nó có hai cái rễ dài này với cái rễ này nữa các bạn. Thì cái rễ kia mình cắt từ cái cắt đâu đoạn đây nè. Nguyên một cái rễ dài mình trồng vô một cái bình nữa ha. Còn cái phần này thì nó là cái gốc nữa bạn, gốc nằm đây nè, gốc xuống hai rễ nằm trong cái chậu mai của mình đó ha, trồng ké cái chậu mai đó. Mà được gì thì nói tóm lại là cái cây hồng một mai vẫn uống được bình thường các bạn. Lúc trước mình làm miếng uống lắm, bởi vì nó lên các bạn thấy là cái cành nhánh nó ít có nhánh lắm, nó lên dài dài mớm mớm vậy đó ha, nhìn nó giống như cọng dây bò chứ không phải là cái thân gỗ các bạn. Thành ra mình thấy không đã tay làm miếng uống, nhưng thực chất thì mình uống lâu ngày nó vẫn là có một cái cây đẹp các bạn ha. Cái cốt cành các bạn thấy thì bây giờ nó đã bự rồi nè, nó thành cái thân gỗ nữa bạn. Thành ra là mình chịu khó mình uống nó đi thì nó cũng vẫn là đẹp. Còn đặc biệt nó một cái nữa các bạn là nó đâm ở đây nè, nó đâm ở đây liên tục, mình uống đây mà nó đâm ở đây tầm khoảng tuần lễ nửa tháng là mình phải cắt một lần các bạn, cắt liên tục nè. Đó, không phải nó đâm hoài ha bạn, nó mà đâm đây ra là cái cành này mình không có lớn được, nó độc vậy đó. Thành ra là mình phải cắt nó thường xuyên, với lại những cái cành ở ngoài này đó các bạn, mình bấm đọt nó thường xuyên thì nó sẽ đẻ cái cành ra thêm cho mình đó. Thì nói chung là cái hồng ngọc mai là vẫn uống được, vẫn chơi được cái bonsai như thường các bạn. Lúc trước thì thường mình thấy mấy anh em ta chơi người ta cắt tán không à, cắt tán lên cái cắt khóm tròn các bạn. Đó, thành ra là mình thì lúc trước mình cũng làm miếng không ít khi là mình uống cái hồng một mai này lắm. Đó, nhưng mà mình thử nghiệm mình uống cũng mấy lần à, mấy cây lúc trước mình cũng uống cái cây bự lần đó. Rồi cây này là mình uống từ bắt đầu nó ra từ lúc nhỏ các bạn. Ha. Vậy thì mình trồng nó khi mà bắt đầu nó đâm ra là mình uống liền các bạn. Mình uống dài dài cho đến nó lớn đi. Ha, kết hợp với mình cắt tỉa ở ngoài các bạn, cắt liên tục thì nó vẫn có được một cái cây là bonsai như thường các bạn ơi ha. Chứ mình nghĩ nó là nó giòn thì cành nhánh nó thưa, nó không có nhánh để cho mình uống là mình sai lầm các bạn ha. Nói chung là uống vẫn được như thường các bạn. Hồng ngọc mai thì nó có hoa, nó có trái coi như là liên tục các bạn ơi ha. Nếu mà mình tỉa nó kỹ, mình vô phân nó thường xuyên thì nó sẽ có trái luôn ha, nó đậu trái luôn, mà nó đậu trái nó chín màu đỏ cũng rất là đẹp các bạn. Đó, thì chốt lại là cái hồng ngọc mai này nè, cây bonsai cũng rất là hay các bạn ha. Đặc biệt từ cái rễ của nó, rễ nó phát triển rất là mạnh các bạn, cành nhánh nó gì chứ dễ chứ nhiều lắm rồi đó ha. Thì lúc mình vô trong cái chai nước đó thì bao nhiêu là mình bỏ qua đây hết nhiêu luôn các bạn. Nó làm như thế nè thì mình để nguyên luôn, mình giữ nguyên cái bầu bỏ qua đây luôn. Thì các bạn thấy sau này mình để nuôi lớn tí mình sẽ xả cái này ra nè các bạn, thì nó sẽ có cái bộ rễ cao ở đây ha. Nó vừa là một cái rễ nằm mà vừa là bộ rễ chân dài xuống nữa.
Thành ra mình thấy cũng hay, thành ra mình đưa đây thì trước mắt là mình chưa có xả cái này ra đó, mình đắp riêu cho nó thành một cái mô lên trên cái miệng chậu như thế này. Nhưng mà tương lai thì mình có thể xả này ra thì nó thể nó lộ những cái rễ nó bò ở dưới đây cũng hay nữa các bạn ha. Đó thì các bạn thấy là một cái cây mà nó rất là bình thường, một cọng rễ thôi ha. Đó, cắt cốt ngay đây nè, thấy không? Thì đặc biệt nhất là các bạn thấy cái gì, đặc biệt nhất là cái cành này các bạn, khi mình cắt cái cốt của cái thằng của nó, nguyên cái rễ nó bò ra đây, cái cốt nằm tốt đây, vậy thì đơn giản là mình đi đánh một cái cành về hết cái hướng của cái phần rễ này các bạn, cái chỗ trống này, thì nó sẽ tạo ra một cái cây bonsai mà giống như là một cái cây mà trực bài đó các bạn ha. Các bạn thấy nè, cành 1, cành 2 nè các bạn, cành 1, cành 2, cành phong, các bạn thấy không đó. Thì thường là mình uống cây các bạn, mình chia sẻ bạn hoài ha, mình dựa ở trên một cái cây trực đó, cái trực bài mà nguyên thủy, mình mới đem mình sáng tạo vô cái cây của mình đó. Thì các bạn thấy là toàn bộ cái mặt ở đây thì nó kính tàn ha, kính luôn, nhưng mà cái mặt ở đây thì mình để cho nó rõ ra để mình thấy được cái cành nhánh nó. Mà thì các bạn thấy là thằng nằm xuống đây lên đây, thằng chính lên đây, mình thả một cái cành chạy ra, cái cành này cành phụ, cành này cành phụ hết các bạn. Thì ba cái cành đầu tiên của nó nè, cành 1, cành 2 nữa bạn ha, thì đây nó lên nó thành cái thân, mình ra đây cành 2 rồi, cành phong nữa bạn, cành chính giữa ha. Rồi cành 2 này nè, mình ra thì mình ống mạnh ra hết đây, cái mặt bên kia thì mình dùng những cái cành của nó bên đây mình làm cành phong các bạn ha. Đó thì không cần làm vậy các bạn, làm thưa cành ra thì từ đây nữa mình có thể mình uống ra đây, uống ra thì nó sẽ đầy. Rồi mình sẽ dựng cái ngọn này lên đó bạn, ở đây mình đang uống ngọn này ha, ngọn này mình uống ra nữa thì nó sẽ lấp cái thằng này. Thì ở trên này mình chia qua đều xung quanh hết, ở trên phần ngọn của nó, ở ngọn này là mình cắt được nữa các bạn, thì nó sẽ tạo ra một cái tán tam giác bên dài bên ngắn nữa các bạn ha. Đó, theo cái khuôn của cái phần thân của nó đó. Thì đối với một cây bonsai á thì nó có rất là nhiều cách để mình làm các bạn ha. Nhưng mà chung quy lại thì các bạn thấy rõ ràng là mình dựa trên cái cây bài đó, cây trực lắc các bạn đó, trực bài đó. Thì áp dụng vô các bạn thấy là từ hôm giờ mình chia sẻ bằng rất là nhiều cây, cây bay rồi cây gì của mình tùm lum tùm la, cây tông cao thấp gì mình cũng dựa trên cây trực bài cho các bạn ha, mà ra cái cây của mình thôi. Sau khi mình có ba cái cành cốt này rồi thì các bạn, những cái cành này nè là những cành phụ đó, ở đây nó trống rồi thì đúng ra nó đâu đây nó có một cành mình bẻ ra cũng được, ở đây cũng được, mà ở trên đây mình bẻ xuống cũng được các bạn. Đối với hồng mộng mai khi mà nó lên dược, các bạn thấy là từ đây lên đây nó mới có mắt ngủ các bạn, nó mới đâm được. Đoạn giữa này nó không thể nó đâm nè đó. Khi mà cái cành hồng một mai đầu tiên đó, mình uống ra đó, thì các bạn thấy là nó rất là dao lóng đó. Thì cái khung các bạn lưu ý là khi mình uống ra mà cái cây của mình cái tầm mà nó lớn rộng như thế này, mình có thể mình uống luôn cái cành mà lúc mới ra nó dao lóng, chứ không thôi là mình, nếu mà mình làm mình nhặt về các bạn thì nó sẽ thưa, nó không có nhánh nhiều đó. Nếu mà nó vậy thì mình nên cắt bỏ đi, cắt bỏ cho nó đâm lại, nó đâm lần thứ hai thì nó nhặt. Lần đầu thì nó rất là dao lóng dài đó. Nếu mà các bạn muốn mà cái cành nhánh mà nó khích khích lại đó thì mình nên cắt bỏ cái cành lên đầu tiên, là mình cắt đi, đâm lại cành khác thì nó sẽ nhặt nhánh rồi ha. Đối với hồng một mai thì mình kinh nghiệm đó là mình thấy nó rất là dễ các bạn ha. Đó, cành nhánh thì nó lên thưa, mới lên thì dao lóng, nhưng mà mình cắt tỉa nhiều lần thì nó nhặt đó. Như thế này là bắt đầu nó nhặt rồi nè, các bạn thấy là nó rất là xiên qua các bạn ha. Hãy mà nó có đột, nó vừa già cái nó có đột mới thì nó sẽ đâm qua luôn đó, liên tục các bạn. Rồi nó đậu trái thôi cũng rất là hay ha. Rồi thì mình xin dừng cái video tại đây ha. Đó thì mình mong là thông qua cái video của mình và cái cách chia sẻ mà uống cái hồng một mai đó, để các bạn nào mà có cái cách, có cái ý mà muốn chơi hồng một mai thì có thể mà nghiên cứu theo cách của mình để mà mình uống cái cây hồng mai mình chơi cho nó hợp lý các bạn ha. Rồi mình xin chào và hẹn những cái video tiếp theo ha.